Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5 năm 2023, Nguyễn Thị Thắm, đứa con ruột là Ngô Hoàng Bách, sinh năm 2021, đến gửi tại nhà trẻ bản hiệu nhóm trẻ Minh Ngọc, thuộc ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, do Phan Ngọc Minh Thư làm chủ. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Thư thấy cháu Bách khóc, có biểu hiện mệt và uống mình, nên gọi điện cho Thắm đến rước cháu về. Lúc này, Thắm gọi điện cho cha ruột là Nguyễn Trí Đặng đến rước Bách. Khi ông Đặng đến nhà trẻ thì thấy cháu có biểu hiện bị ngất xỉu nên cùng Thắm đưa cháu Bách đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Bách đã tử vong trước khi đến trung tâm y tế huyện Châu Thành. Ông Đặng đến công an xã Vĩnh Hành trình báo. Quá trình điều tra xác định, Thư giữ trẻ khi chưa được cấp phép theo quy định, không đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn giữ trẻ. Một mình Thư đảm nhận tất cả các công việc tại cơ sở giữ trẻ. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, Thư nhận giữ chính cháu. Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án đã tuyên, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 200 triệu đồng.